Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi mình sẽ đi chọn màu đồ cho bức tranh của các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn. Vào đây Rio, anh yêu em lắm. Vào luôn em yêu. Ơ, mày đùa tao đi à? Ơ, mày đùa tao, tao sợ đùa mày chứ không mà. Tao không thích mày đùa tao. Ô, chết rồi, 4 phút 51. Quá là ổn chị. Lại thua, bố bị thua chán lắm rồi. Rồi làm đấy lại thua cả hai máy này. Kèm cái nhỏ. Bố mày không chèm đố mày nữa, đi ra. Bố mày đi ra. Vai trưởng mặt ta đấu tiếp. Đã thế là mày cho mày biết cái này nó sai luôn. Chung là mấy tôi lắm đầu cái chuyện. Chỉ về cắt tóc. Cắt tóc để ngày kia đi bê chạp. Đã mà không bê nữa đời mà. Nó cứ nhỏ. Bạn thân nhẽ nào lại không đi. Còn gì gì. Thế thì bạn thân với mẹ làm cái chó rồi. Thần chó này, thần ấy lo à. Đéo ai anh như em đâu mà. Em mà thằng tội. Giả đi mình biết. Sợ, biết lâu rồi nhưng ta cứ giả vờ xem nào thì. Đừng có giả vờ. Đối với em không cần giả vờ. Giả vờ xem nào chứ anh biết lâu rồi. Đối với em không cần giả vờ đâu. Nói thẳng ra luôn. Ta cứ thích để xem mày diễn như nào. Em cần gì diễn. Đấy, xem diễn như nào rồi, ta cứ coi như là ta tin tưởng mẹ đi, xem mẹ như nào. Khoái nhiệm chỉ là thân này lo. Tí đi cất kính ơi. Cất kính cận ơi. Vào đây Miu, anh yêu em lắm. Nhưng mà không phải thì anh yêu. Tết này phải có hai chục để tiêu mới ấm. Ơ! Trời ơi! Thành ơi! Tại Cường ư? Ta làm cái chó là mà tại tao. Ơ cái gì các mẹ các bạn ơi, tôi làm cái đéo ấy mà nó bảo tại tôi. Các bạn giải thích Cường họ ơi. Giải thích họ tôi một cái nhé. Tại Cường thế. Mình vẫn sẽ đấu solo với thủ cũ như các bạn, tại vì đã đánh dạng solo với mình nên mình phải chơi lại cái này như các bạn. Mình nhìn hết máu rồi. Bố mày đang chơi đồ. Trời ơi, phê thuốc. Bồi lời đi cưng. Ôi à, cái này
nên đánh 5 cả. Càng nghe. Để gỡ lại, gỡ gạt lại. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình rồi các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.